hoặc xả thân ở trước Phật, làm đủ thứ sự bố thí. Tóm lại, Bồ Tát vì cầu Phật Pháp vô thượng, vì độ tất cả chúng sinh, cho nên Ngài hoan hỷ nhảy nhót, chân tâm, làm đủ thứ sự bố thí, thành tâm thừa sự cúng dường chư Phật. Hoặc xả bỏ ngôi vua thành ấp tụ lạc, cung điện vườn rừng, vợ con quyến thuộc. Tùy theo chỗ người xin, đều làm cho họ mãn nguyện. Hoặc xả bỏ tất cả đồ vật tư sanh, thiết lập hội bố thí lớn khắp nơi. Bồ Tát một lòng hành bố thí, chẳng phân biệt, khó xả mà xả được, tức khiến cho có người đến hướng về Ngài xin ngôi vua tôn quý nhất. Ngài cũng chẳng do dự bố thí cho họ, cho đến thành ấp thôn xóm tụ lạc, cung điện vườn rừng của mình ở, cùng với vợ đẹp khó xả nhất, con cái và quyến thuộc, vân vân. Bất cứ họ đến xin thứ gì, Ngài quyết định đều khiến cho họ tại tâm mãn nguyện. Hoặc bố thí các đồ vật tư sinh như tiền bạc và các thứ phẩm vật khác. Ngoài ra còn thiết lập hội bố thí lớn ở khắp nơi, chất đầy đủ thứ phẩm vật cần thiết trong đời sống, khiến cho hết thảy chúng sinh đến lấy những đồ mình cần, không có hạn chế, để cho họ đều được đầy đủ. Trong đó chúng sinh đủ thứ phước điền, hoặc từ xa đến, hoặc từ gần lại, hoặc hiền hoặc ngu, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc nam hoặc nữ, người chẳng phải người, tâm hành khác nhau, chỗ cầu đều khác nhau, thầy đều bố thí cho, đều khiến cho họ đầy đủ. Những chúng sinh đó đến cầu xin bố thí, có kẻ đến trồng phước điền, có kẻ đến xin phước điền. Hoặc họ đến từ nơi xa xôi, hoặc đến từ nơi lân cận. Trong đó, hoặc có người hiền có trí huệ, hoặc là kẻ ngu si, người có tướng mạo xinh đẹp, hoặc có kẻ tướng mạo xấu xí. Nam nữ đều có, chẳng những loài người, mà chẳng phải người cũng có loại chúng sinh khác. Như vậy đủ thứ hình sắc chúng sinh, trong tâm họ mong cầu cũng đều khác nhau, căn tánh hành vi cũng khác nhau, mục đích cầu xin cũng hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên như vậy, song Bồ Tát vẫn dùng tâm bình đẳng, tâm hoan hỷ, chẳng lựa hiền ngu tốt xấu, khắp bố thí cho chúng sinh cầu xin, khiến cho họ thảy đều đầy đủ mãn nguyện, tại tâm như ý. Phật tử khi đại Bồ Tát bố thí như thế, thì phát tâm khéo nhiếp thọ, đều đem hồi hướng, đó là khéo nhiếp sắc, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành, khéo nhiếp thọ tưởng hành thức, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành, khéo nhiếp ngôi vua, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành, khéo nhiếp quyến thuộc, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành, khéo nhiếp đồ tư sanh, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành, khéo nhiếp hộ thúy,